Cái này là mình tạo hình bông sen hả cô hả? Ừ. Bây giờ tạo như cái kia trước nha. Dạ. Mình phân chia làm sao cô, là tùy theo cái trái. Dạ. Mình muốn cho thí dụ như 7 cánh, từ 7 cánh đến 9 cánh. À. Ừ. À, đi xuống rồi. Đẹp đến nỗi là con cứ nghĩ là nhờ cái người bán đó làm nhau. Con cứ nghĩ vậy thôi à. Chứ không nghĩ bà cô làm phải không? Không nghĩ tới mà cô có lỗi bà cô quá. Chứ ba cũng nói chỗ rồi, đẹp quá à, chứ buổi này ai làm mà đẹp quá vậy. Cô hồi xưa mà cô đi về ở chỗ mẹ Nam Hải đó. Dạ. Cô ngồi cô cắt rồi là không biết bao nhiêu người đó. À. Đến là dòm nha. Mà bao nhiêu là xin hết bao nhiêu. Dạ. Ừ. Cô đem một cái cần xé vậy đó mà trái nhỏ nhỏ thôi chứ như vậy thôi chứ dạ. Có bự nữa. Hồi xưa là trái được bảy năm rồi. Con xin phép con ghi hình lại. Bàn tay khéo léo. Con mà thi nấu ăn đó, con cảm nhận vị trí là con cắt cái bụi này nó sẽ nó thi nấu ăn trình bày rồi bắt mắt cái bụi là chắc miệng cái này nè. Tại vì con mà con gửi lên trong chia sẻ lên Facebook Zalo rồi là nhiều người thấy là nhiều người sẽ biết làm trong theo bốt á. Con nào nhỏ nữa con? Thì Duy Thanh biết thì qua cô chị. À bà con tự nghĩ nha, bà con thấy. Tự nghĩ nha, tự sáng tạo. Tại sáng tạo ra. Thôi chắc bên trong kia nữa kìa, Duy thấy không? Bên trong kia là ở trên là sen, ở dưới là gì bà con? Lá. Lá hả? Ừ. Tại vì cái này mình làm cái bút sen nó đang nở. Cái mình đặt tên cho nó là gì con? Đặt tên là gì? Nghĩ hoa sen. Ừ, là cái con sen. Hồi xưa bà cô cái rước Phật Ngọc về đó. Dạ. Bà cô cắt lên được 7 cái con sen như vậy là mình để cho 7 bức sen đó. Dạ. Ừ, cũng dừng 7 chiếc bưởi. Dạ. Là 7 cái bức sen. Dạ. Lúc mà bà cô mà làm cả cần xé ở mẹ Nam Hải đó là lâu lâu mình đi một lần hay là lâu lâu ngày lễ. Dạ. Ngày vía của Hoa Văn đó. Dạ. Rồi bà cô mới cắt. Mình đi với bà cô đi một mình thôi hay là đi? Đi cũng đoàn xe đông lắm. Dạ. Rồi cũng như là mình đem đi mình cắt rồi mình trước mình cúng để mình giao duyên. Dạ. Rồi ví dụ nào mai nói cô ơi con thấy như vậy đó cô để cho con trái đi. Dạ. Nha. Dạ. Thì nói rồi có duyên thì con tặng. À mấy mình đem vô cho cái cánh nó nở ra. Để là mình... vô. Nó bị ép vô. Nó bị ép vô. Cái này đủ đó con. Tận dụng được cái mình làm luôn. Này con về mà con nhìn theo đó con quên là con nhìn lại con nhớ rồi. Mà con nghĩ bà cô là hướng dẫn như vậy là ai cũng làm được á. Đúng rồi. À, giống như Tết này là Tết nè. Đúng rồi. Dạ. Cái Tết á là ai ta cũng muốn là con... Bà cô cắt đâu cắt là người ta nhờ nhiều lắm, bà cô đâu có nghĩ đâu. Rồi công việc của bà cô nhiều. Dạ. Mà nhưng mình thấy người ta muốn, người ta nói ta chưng cái trái bưởi, người ta làm cái bông gì đó làm dạ. Ta thích. Dạ. Tôi nói ta thích thì tôi sẽ cho. Dạ. Thì Tết nhà ai cũng có trái bưởi đó. Dạ. Mà làm được cái bưởi này thì mình làm con xem nó ý nghĩa. Nó có cái ý nghĩa mà dạ. Khi cái này là mình không có để chưng lâu được. Dạ. Cái bưởi nguyên mình chưng lâu được, còn dạ. Cái bưởi này thì chưng không có được lâu. Tại vì mình cắt mình sẽ bao lâu đâu ngày bao nhiêu ngày hả con? 4 ngày. 4 ngày với 3 ngày Tết là đủ rồi con. Ừ, đúng rồi. Mà được mình cắt bữa 29 thí dụ như 29, 28 thôi chứ không có để lâu. Dạ. Ừ, thường thường nếu 30 đó nghe là đêm 30 cũng cắt nhiều. Dạ. Tại vì người ta mới cắt ra chân cái nó còn tươi nó sáng hơn. Nhưng mà con về đây bao nhiêu năm con không biết luôn á. Do còn nếu mà con biết. Con không thấy cô mình thấy không? Con không thấy con có cắt chân không? Con cô ngoại ông ngoại chơi đúng rồi. Thời gian thì mẹ. Nào? Con nói với mẹ. Con nói với mẹ. Trời ơi. Nói mẹ biết thì mẹ chạy qua coi vậy. Lúc đó mẹ có lên không? Ủa vậy hả? Con dạy cha hả? Dạ. Nếu mà con cái gì chạy nghiêng. Chắc là mình thấy khéo chứ mà làm cho có cái hàng sọc. Đó bây giờ con thấy sao có cái sọc xanh. Nó tuyệt mà với bên cái cánh bên ngoài mà nó có sẵn mà nó có chấm nó giống như non hơn đó bà con. Ừ. Ở trên đây cũng vậy nè. Ừ. À. Chắc mình hơi vừa hơi nói với anh tí dạ. Xíu.
Nó ra cái trái xanh. Còn cái trái bự kia bà cô kêu cắt chừng nào con về á. Hả, cắt về. Cái trái bự nó còn trái nữa, trái này bà mới mua sao? Bà tính ha, tại vì bà đổi cái trái. Ờ quên á. Cắt cái đó đi hả, nó chuyện cái thâu nó kia giờ. Được rồi, nhiêu cắt bao nhiêu được rồi? Đó là con nhiêu thôi hả? Con cắt nữa mà đừng quay chi cái hết. Con cua nhanh đó cô, con xả nhanh 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 gì đó. Giống như là mà cô thấy một cái đoạn video mà cái lúc mà cứ hướng dẫn thì mình sẽ cho nó chạy bình thường. Ừ. Còn cái lúc mà thao tác này cũng lặp lại đó, mình thấy nó hơi lâu thì mình sẽ tua nó nhanh á, thì mình sẽ chạy nhanh gì đó. Ừ. Yeah. Rồi còn tiếng, dạ còn tiếng thì mình tiếng này để chỗ nào mình thấy hơi ở chỗ hướng dẫn nó cần thiết thì để lại, còn nói chuyện chơi thì mình sẽ tắt bỏ. Vậy là làm được cái đó luôn. Được luôn rồi, mình sẽ lồng thêm nhạc. Nhạc chưa? Con nhận thấy là con thích làm làm những cái video như vậy đó. Ừ. Nó chia sẻ cái gì đó mà người ta xem mà hay là thuộc cái gì đó đó bà con. Dạ, có ý nghĩa là gì, qua cái xem của mình người ta biết được cái gì đó. Bây giờ ít ai mà chịu vô coi như vậy đó con. Đa số là lên ba cái gì không hạt. Nó cũng vậy, cho nên mình con muốn tạo một cái trang riêng, người ta xem người ta học được cái gì đó có ý nghĩa. Bây giờ video cái vậy mà đi với cô nè, có người ta cũng vô mà người ta nói chuyện hay lắm kìa nha. Dạ. Vô có đây để cho có người ta cũng thích coi lắm. Dạ. Nhất là gặp với nhau là thơ pháp. Ồ. Dạ. Cô mà tới gì là cô nói hay lắm. Thì lúc đó là tự dưng đâu nói chung. Tự nhiên mình nhớ hoài cho mà tôi chào ra để nói chuyện gì đó. Dạ. Ừ, chứ không phải là người bé bởi vì gặp đối tượng ha. Có tượng mới nói bình thường mình không có duyên. Dạ đúng rồi cô. Thì làm việc qua của nó cô, sao mà sẽ cô nói hoài vậy? Làm sao cô nhớ hết? Tất cả mới nói chuyện. Đâu phải mà mình phải nhớ đâu, ý mình đâu phải mình là dàn cảnh sẵn đâu, ý mình đâu phải mình làm bài sẵn đâu, tùy duyên để nói chuyện thôi, có duyên là bắt đầu mình mới nói cái tới làm nha. Thành ra ở xa tao biết mấy cô đó. Dạ. Ở gần thì người ta không biết chứ hai người cái mình. Dạ, ở gần cũng không có thương thì mình tao nuôi tính là xa chứ không có ai ở gần. Cái sự người ta hiểu mình có duyên ở xa, dạ. Mình mới khai mở, còn cái ở gần này không có duyên với ai mình đâu có khai mở chi. Dạ. Ừ. Cái này là nó sẽ xen kẽ. À gần nó xen kẽ. Dạ. Khi mà con làm rồi con gửi vào cho bà cô coi. Con nhận lại video xong đó con gửi cho bà cô coi. Ở trong trang đó là con dạy học là chủ yếu. Cho nên dạy mà tỉ mỉ cẩn thận lắm. Đứa nào mà nó học dở yếu thì nó nhìn nó cũng rất là những kiến thức để nó học. Bà cô cũng muốn ví dụ như mình có cái gì hay cái mình sẽ chỉ dạy cho người khác. Dạ. Với những cái lời nói nè. Dạ. Nhất là có gì cũng như muốn hỏi mình về cái cách bạn làm con như thế nào, con khó khăn con phải làm sao. Dạ. Đó thì cô sẽ chỉ liền. Nữa con sẽ làm những cái đề tài gì. Và cô sẽ hỗ trợ giải đáp. Đúng. Như là ở đây nó có mình anh cô chưa có đủ cái điều kiện gì chứ á. Dạ. Nhiều khi phải chi phải có cái giá mình là gì đâu chia sẻ là làm cái này kia đưa lên tao mới biết mình. Dạ đúng rồi cô. Đó. Quay từ đó mà vô mình gọi địa chỉ luôn. Với cái cách nói chuyện đồ này kia đó mình cũng sẽ chia sẻ về cái cách nói chuyện đạo làm con cái gì đó. Dạ. Để người ta nhìn thấy chỗ này là địa chỉ này nè, ở đây có một cái gì nè, có bà cô ở đây để tao biết cho mình. Rồi. Rồi bà cô sớm đi, sớm hết đi. Giờ cái nữa hả? À một thêm một vòng hoa nữa. Vòng hoa. Còn thấy cái xanh xanh theo quá nhìn thấy thương. Ừ. Trừ chút gì đó là nó có dấu hiệu rồi. Dạ. Bà cô ơi, trái đầu tiên mà bà cô làm á thì bà cô thấy nó làm sao? Có được như ý mình không? Cái này cũng đầu tiên tự nhiên là cũng như cái duyên muốn làm sao mình làm. Dạ. Đó, cái này là tự nhiên bà cô muốn cắt ví dụ như cái gì cũng cái duyên của nó. Dạ. Mình thấy mình muốn cắt kiểu này, muốn cắt kiểu kia. Dạ. Bà cô có từng thấy cái này ở đâu rồi bà cô về tự làm hay là tự bà cô cũng thấy á. À, có từng thấy. Có từng thấy. Dạ. Có từng thấy rồi mình nhìn qua là mình làm được liền. Dạ. Nếu mình đặt tên cho nó mình sẽ đặt tên gì bà cô? Mình đặt là cái túi hoa sen. Dạ. Cũng như là mình làm cái hoa này nó cắt như mình tưởng chừng là có hoa sen. Hoa sen là tưởng chừng nhập hợp đấy ha. À, đúng rồi, hoa sen là cái người được cái hoa sen này thì coi như là sống trong trần mà không có nhiễm trần. Dạ. Có cách tốt. Đúng rồi. Sen trong trần mà chẳng chút buồn nhơ. Dạ. Vua chuông tỉnh, vua chuông cảnh tỉnh giấc mơ. Mọi người đau khổ sang bờ an nhiên. Tức là hoa sen tinh khiết thơm tho. Gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Con người chí dũng đi từng đi, con người chí dũng anh từ mọc lên giữa chốn bùn nhơ à, tụ mọc lên giữa cái chốn bùn nhơ mà trở thành được một cái hoa sen. Hồi nãy nấu đi nấu đồ trở lại, tức là hoa sen tinh khiết thơm tho mọc lên giữa chốn bùn nhơ ao tù, con người chí dũng đi từ hiện ra giữa chốn phàm phu tục trần.
hay quá bà cô ơi. Nhớ cái đâu nói cái đó gì, cái gọi cái văn gì chơi. Cái này mày nhớ nói thôi. Ừ. Nhớ cái chừng muốn nói gì nè. Vì sen. Mình phải là suy nghĩ sáng tạo dữ lắm. Phải ai cũng làm được đâu. Thấy nhà nhà chim bưởi chứ đâu ai nghĩ tới là sẽ biến chim bưởi thành bông sen đâu. Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Dạ. Cây dao. Có người nói sen là tượng trưng con nước Việt Nam. Ừ. Nhưng mà bên mà đạo Phật có thì sen là tượng trưng cho Phật đó, thành tựu. Dạ. Cũng có người giải thích là từ những cánh sen là người tu như thế nào nè, ở ngoài là tu vô trong rồi tới cái gì tới thành cái hạt. Cái hạt mà chắc mà to nó thành chính quả. Dạ. Ở ngoài thì lớp da xanh này thì chịu nắng mưa. Dạ. Rồi từ từ lên được cái trắng vô trong. Dạ. Trắng trong là con người được gọi sạch. Dạ. Gọi sạch cái bùn nhơ. Rồi bước lên nữa thì coi như cái hộp sen để nó mới là bền chắc gì. Con người mà đạt được cái hộp là coi như là chánh quả nó đã có, người có đã có hạt giống sẵn rồi. Đó là cái hạt giống quả sen. Được cái hạt, nếu mà người tu mà được tới thành cái hạt luôn luôn lúc nào cái giống đó nó sẽ trở lại cho mình. Còn những đậu nào mất hạt thì mất giống luôn. Dạ, hạt lấy hết. Tính ra xe thì có mấy hạt tốt nè. Rồi, chỉ ra được rồi. Dạ, đẹp rồi. Thành quả, thành quả. Đây, bà cô này. Bà cô là người đã sáng tác ra cái tác phẩm này nè. Đây là tác phẩm của bà cô nha. Công việc con sẽ thử. Cho bà cô bưng lên luôn bà cô. Bưng lên luôn. Đây. Thành quả của bà cô nha, tích tắc là rồi đó. Rồi con cảm ơn bà cô đã chia sẻ nha. Hy vọng mà qua video này sẽ giúp được giúp đỡ mọi người có những sáng tạo trong cách bài trí trang trí trái cây cho gia đình trong những dịp lễ cúng kiến trong gia đình.